Đây, ngày 10 tháng 1 cửa hàng Tuấn Hải giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích Nhật bãi các bác nhé. Và bên em thì hôm nay ký hiệu mã cưa là mã O, và từ ô 1 đến ô 11 này. Đấy. Mã O. Và những cái hệ cưa ngày hôm nay thì em đặt là có được 4 cái máy cưa cuối cùng đây, là cái hệ cưa cắt gỗ lớn và cắt khai thác. Như dòng cưa Echo nòng nằm 441 này, Huvana 254, Echo 4000, Echo V3600. Có một cây máy cưa Estin 017, tầm phân khúc cắt tầm trung nòng 37 ly. Đó. Máy này để giá rất là mềm, các anh em rất là dễ dàng lựa chọn này. Và cái hàng đầu tiên là cái hệ cưa để các bác cắt gia đình. Các bác mua hàng thì bên em tặng các bác 3 món đồ nhé: típ mở buji, rũ cưa và tua vít chỉnh chế. Hàng hóa bên em là bao ship và bảo hành các bác là 6 tháng. Trước khi gửi hàng thì bên em kiểm tra đầy đủ những chức năng như là dễ nổ là một này, máy ra nhớt đầy đủ này, và cưa khỏe nhé, căn chỉnh chuẩn luôn. Các bác về chỉ việc là đổ xăng và sử dụng thôi, còn tất cả các cái chi tiết khác là bên em đã làm ngon lành hết rồi. Đó, em gửi hàng đến nơi thì các bác được kiểm tra hàng và được đi cưa thử luôn. Đó. Nhưng mà cưa thử thì các bác chuẩn bị trước giúp em là một ít xăng pha nhớt nhé. Bên em gửi hàng đi thì không được để xăng vào trong máy, do là bên vận chuyển người ta có rất là nhiều hàng hóa, người ta sợ là bị cháy xăng ấy, thì là họ không cho phép đổ xăng vào. Đấy. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu từng cây máy có trong lô cưa ngày hôm nay. Về cái hệ cưa đầu tiên là cây máy cưa tay cụt nhỏ nhẹ này. Cái dòng này là cưa Hitachi CS35, có công suất máy này 34cc. Ở dòng này thì em đã lên xích mới hoàn toàn, làm dài 35 mà lam cắt 30. Ở phần bên trên thì các bác đổ xăng pha nhớt và bên dưới các bác đổ nhớt lam. Cây này có cân nặng là 3,5 cân, rất là nhỏ nhẹ để các bác hoạt động đi cưa cành trên cao và đi cắt tỉa nhánh tỉa vườn. Đó, với công việc nhà mình là bình thường là các bác hay phải sử dụng dao để chặt. Bây giờ các bác chỉ cần sử dụng máy cưa cho nhàn thôi. Các bác bấm giật nổ phát các bác cưa như rất là nhẹ nhàng. Và máy cưa O1 em đang để giá là 1.700.000 các bác nhé. Tiếp theo cái máy cưa số 2. Cây này là cây máy Makita 2835, báo chính xác là của dòng cưa Echo 281. Đó. Dòng này thì em bao zin hết các bác nhá. Máy làm còn nguyên chữ Makita này và xích còn rất là dày. Đây. Chân xích dày cộp luôn. Mà em gửi hàng đi thì em sẽ rũa cho các bác trước. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi, còn rũa trước thì em sẽ rũa luôn. Và cây máy này em đang để giá là 1.3 triệu. Cái dòng này thì em đang bán giá rất là mềm để các bác dễ dàng mua máy này. Làm còn nguyên chữ Makita luôn nhá. Ok. Dòng này cân nặng là 4,5 cân. Đó, 4,5 cân, bởi vì cái chỗ này nó bằng kim loại này. Đấy, kim loại này, có chỗ này là mổ. Đấy, mổ cứng. Ok. Máy này cầm cắt thì rất là đầm tay và lực cưa cắt thì khá là khỏe. Rất là dễ nổ luôn. Bao của băng rất là dễ nổ nhá. Dòng cưa rất là lực. Em để giá mềm như thế này ấy, là nhất là cái đợt ngày Tết thì em đang cần bán số lượng hàng lớn để lấy hàng mới về. Thứ hai nữa là các bác đã đăng ký kênh này và xem kênh của em khá lâu rồi, nên em để những cái hệ máy giá rất là mềm để gọi là các bác mua hàng nó được cái giá ưu đãi nhất nhá. Tiếp theo này. Tiếp theo đến cây máy cưa số 3. Cây này là cây máy Makita 3440 và hệ này có công suất là 36cc và nòng bê tông là 40 ly. Cưa này là cưa Đức này, các bác có thể xem này.
Make in Gemini đó. Dòng đây Makita 3440 này, cưa này thì rất là dễ nổ. Chạy xích chung 91 làm còn nguyên chữ luôn. Đấy. Máy móc hiền làng rất là đẹp các bác nhá. Ở phần lốc máy này, bô máy sáng này. Ok. Các bác mà công việc đi cắt gỗ dừa và cắt nói chung là cắt gỗ cứng một chút, ok thoải mái luôn. Và dòng này có cả có van xả ở đây. Đó, mã O3 để 8,4 triệu. Nhớt làm ra rất là đều. Đấy, cây này cân nặng là 4 cân, nhỏ nhẹ này, các bác cắt củi này thoải mái luôn. Tiếp theo đến cây máy cơ số 5. Cây này là cây Makita. Đó, Makita 400. Làm còn chữ các bác nha, chạy xích mới này. Đấy, làm còn chữ Makita này, cây này thì chạy xích mới luôn, các bác chạy được gọi là các bác về không cần phải rũa riếc gì nữa. Máy này thì đang để giá là 1,5 triệu nhá. Khóa sên đầy đủ, máy này mất khóa sên. Đó. Mà 40cc nòng 40 ly mà để giá 1,5 triệu xích mới thì rất là rẻ luôn rồi. Máy này thì chạy bao bền luôn. Máy nghe máy cực kỳ lực nhá. Và bít tông các thứ thì em bao các bác là đẹp. Đấy, O4 1,5 triệu. Ok, mã O4 thì giá là 1,5 triệu nhá. Các bác mà pha xăng nhớt ấy, thì các bác cảm thấy rằng cái lượng khói của máy mình ra nhiều quá thì các bác có thể giảm cái lượng nhớt pha với xăng xuống một chút là được. Còn bên em thì mua hàng cứ pha theo tỷ lệ, nó không nhất quán theo một con máy. Cây thì nó không ra nhớt, cây không ra khói, cây ra khói do là để cùng vào một can ấy. Thế nên là nó đổ thì nhiều con nó vẫn ra khói bình thường. Đó. Thì các bác chỉ cần giảm cái lượng nhớt xuống một chút là được. Ok. Đến cây máy cưa số 5, cây này là cây Komatsu G300. Có công suất máy này là 32cc, nòng máy 38 ly. Và cái hệ cưa này thì các bác muốn đi cắt củi này và đi cắt tỉa thì cực kỳ là tiện. Có nhìn qua cái tay cầm rất là thon gọn này, rất phong cách khá thể thao nhá. Máy này làm dài 40 mặt 5 cắt 35 này và xích còn rất là dài. Chân xích này là chân xích mini xích chuột này, dày cộp luôn. Và cái dòng cưa xích chuột này là mắt xích rất là sát nhau. Để cho trải nghiệm các bác cắt là nó được tua cao và nó cắt cái bề mặt gỗ càng mắt xích càng nhiều ấy, thì các bác cắt vừa bề mặt gỗ thì cưa được càng nhanh. Ok, mã O5 thì đã là 1,7 triệu. Mã O5 1,7 triệu. Tiếp theo đến với cây cưa số 6. Cây này là dòng cưa Echo 331. Và cái phân khúc này thì các bác nào đang công việc là cần đi cắt tỉa, đi cắt củi nhiều này, cắt trường kỳ lâu dài, thì em nghĩ là các bác nên sử dụng cái dòng máy cưa Echo này. Do phần hơi điện của máy này thì cực kỳ bền rồi. Đó, máy này thì hệ phân khúc nòng nằm 34cc, nòng máy 39 ly. Có đổ xăng pha nhớt ở đây và nhớt lam bên cạnh. Đó, làm dài 40 mặt cắt 35 này. Máy Nhật thì đa số nó chạy làm dài 40. Và hai chân ốc lam. Có nhìn qua ở dưới này là Make in Japan. Ok. Máy cưa hệ này cắt củi thì cực kỳ khỏe luôn. Chạy rất là êm nhá.
O6 để giá là 2 triệu. Bên em là bao nhớt lam đầy đủ nhé các bác nhá. Nhiều cây máy nó ra nhiều nhớt thì em cũng đã bỏ bớt nhớt ra, em cưa máy để nhìn các bác nghe được tiếng động cơ. Còn máy bên em khi gửi hàng đến nơi thì các bác chuẩn bị có nghĩa là máy dễ nổ này, nhớt lam đầy đủ, ok. Tiếp theo này là những cái cây máy ở phần bên trên thì có cây máy cưa Estin 017, cây này có công suất có nòng bê tông là 37 ly, đó, phân khúc cắt tầm trung. Đối với dòng cưa Estin là thương hiệu lớn rồi, là dòng cưa Đức. Đấy, máy cưa Đức. Máy này thì nhỏ nhẹ, cân nặng là 4,5 cân. Và em đã lên xích mới hoàn toàn các bác nhá. Máy chạy xích chung 91, xích mới hoàn toàn. Khóa C đầy đủ hết. Mã O7 thì giá là 2,4 triệu với cây cưa Estin này 017 này. Dòng này thì cưa củi cực kỳ khỏe luôn. Bền và cưa rất là mau cưa. Đó. Ok, mã O7 giá là 2,4 triệu. Tiếp theo đến với cây cưa số 8, cây này là cây Echo V3006. Có công suất máy này là 36cc và nòng bê tông là 40 ly. Và hệ phân khúc này, các bác sử dụng để cắt khai thác các bác nhé. Tầm máy này các bác cắt những gỗ lớn vành lớn thoải mái luôn. Bởi vì lam máy đi lam dài 45 mà lam cắt 40. Đầu máy lam Latin mà xích mới hoàn toàn. Đó, cân nặng nhẹ nhàng thôi. Cái này cân nặng 5 cân. Cầm cưa đầm máy O8 thì giá là 2,7 triệu. Tiếp theo đến với cây cưa số 9, cây này là cây Echo 4000. Có công suất máy là 40cc và nòng bê tông là 40 ly. Với cái hệ cưa này thì các bác đi cắt gọi là không ngán bất kỳ một dòng gỗ nào. Đó, lam xích cực kỳ đẹp các bác nhá. Lam xích đẹp này, chạy chân xích máy 325 và phần máy thì rất là hầm hố, máy lớn. Bầu dục này, cân nặng cái này thì tầm 5,5 cân. Và khi các bác chạy những hệ cơ này thì các bác không cần phải là ấn tay xuống làm gì, bởi vì nó cắt nó đầm sẵn rồi. Đấy, ok. Máy này thì hệ cơ máy lớn nhưng mà khá là tiết kiệm xăng. Nó là chính, nó là của dòng cơ Echo các bác nhá. Hai chân ốc lam. Đó, O9 thì đã là 3,3 triệu. O9 3,3 triệu. Tiếp theo em có cây máy cưa Huvana, dòng cưa máy Thụy Điển. Nếu như các bác ở miền Bắc hoặc là anh em nào mà chuyên ưa cái hệ cưa Thụy Điển từ trước đến giờ ấy, là fan ấy, thì các bác hay chạy cái hệ Thụy Điển, thì em nghĩ các bác chạy hệ này thì là 254, nó cũng giống như kiểu Thụy Điển 353 thôi, nó còn khỏe hơn ấy. Cái dòng này thì công suất máy lớn nhá. Đó, có cả phần sưởi. Nếu như các bác thích máy sưởi nhá, bấm sang đây. Nó sửa nó sẽ chạy nóng hết cái này lên. Đấy, còn đây là tắt máy sửa đi.
Máy này thì dòng cưa cắt gỗ lớn rồi, cưa rất là khủng. Đây, máy đầu làm là tiên dày cộp luôn và làm Huvana xích 325. Cây này thì có công suất máy này là 50cc các bác nhá, và nòng bít tông là 43 ly. Nhìn cái phần máy nhá, nhìn cái phần bộ hơi nó to như này luôn, to rất là lớn, máy bộ hơi cực kỳ to luôn. Đấy, O10 thì giá là 3,4 triệu. Dòng này mở máy bít tông ra thì đẹp sáng bóc luôn. O10 3,4 triệu. Tiếp theo, một cây máy cưa cuối cùng ngày hôm nay là cây máy Echo 441. Đó. Máy này thì bao zin hết này. Máy nhìn các bác nhìn qua về phần vỏ áo các thứ rất là óng ánh đẹp nhá. Cái chân đến nó hơi chảy một chút rồi, do là hàng máy bãi, nhưng mà máy này bao các bác là không bể vỡ gì. Nó bị mất mỗi cái tay chắn ngang ở đây thôi, còn đâu là bao zin hết, kể cả lam xích luôn. Đó. Máy lam dài 45, mặt lam cắt 40, chạy chân xích 325. Và cây máy mã O11 đang để giá là 2,4 triệu. Và đây là 11 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua. Các bác có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đó ở trong lô máy này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0392 973 923. Và các bác xem video thấy hay thì vui lòng cho cửa hàng em xin một nút like, nút đăng ký kênh và một chuông thông báo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.